Góp ý vào dự thảo luật việc làm sửa đổi, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm. Theo quy định hiện hành, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp, tương ứng 144 tháng đóng, không được tính hưởng và bảo lưu thời gian đóng dư. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định quy định này có thể gây tình trạng người lao động nghỉ việc để nhận trợ cấp thất nghiệp sau 12 năm đóng, đồng thời có thể dẫn tới rút bảo hiểm xã hội một lần, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội và doanh nghiệp bất đi nhân sự lâu năm. Do vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị điều chỉnh mức lương hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.